Xin chào tất cả các bạn. Mình sẽ đến nhanh với thông tin tình hình dịch Covid. Tính đến chiều ngày hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2021 tại Bến Tre có những nội dung như sau. Đến trưa ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 11 ca dương tính. Thì 11 ca dương tính này là bao gồm 6 ca ở Ba Tri, như ở xã Phú Lễ, An Ngãi Tây, xã An Ngãi Trung, xã Bảo Thuận và thị trấn huyện Ba Tri. Còn 5 ca còn lại được ghi nhận tại phường 7, xã Phú Hưng và Phú Tân, thành phố Bến Tre. Tất cả các ca này đều thuộc diện F1, đã được chuyển đến bệnh viện lao phổi của tỉnh. Thành phố Bến Tre hiện đang phong tỏa 3 điểm ghi nhận để phục vụ điều tra truy vết, bao gồm là khu phố 4, phường 7, khu phố 2, phường Phú Tân và khu phố Bình Lợi, ngay hẻm trung tâm kỹ thuật thị dân, phường 6. Thì đây là một số hình ảnh phong tỏa như các bạn đã nhìn thấy đó. Và tiếp theo là hình ảnh trên đây là tại chốt kiểm dịch cầu An Quá sáng nay. Thì để thuận tiện qua chốt kiểm soát này, bà con nên chuẩn bị trước các giấy tờ xuất trình có liên quan để thuận tiện cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thì hiện tại là huyện Ba Bình Đại là đang thực hiện chỉ thị số 16 của chính phủ, tức là nhà cái ly với nhà, ấp cái ly với ấp, xã cái ly với xã, phường cái ly với phường, và mỗi người chỉ được tập trung ngoài nơi công cộng là 2 người và giữ khoảng cách là 2 mét. Và ngày hôm nay cũng là ngày thành phố Bến Tre thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thì chỉ thị số 15 là mình được tập trung 10 người nơi công cộng nha, nhưng mà mỗi người là giữ khoảng cách với nhau 2 mét. Tiếp theo là Tiền Giang ghi nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Thì theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid của tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa qua có thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Bệnh viện Dã chiến số 2, nâng tổng số ca tử vong của tỉnh này lên là 8 ca. Bệnh viện Y học Cổ truyền Bến Tre cũng vừa chuyển đổi công năng để đón nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Thì Bệnh viện Y học Cổ truyền Bến Tre chuyển đổi công năng là Bệnh viện Dã chiến thứ 2 của tỉnh, là 500 giường, cùng với một số địa điểm dã chiến dự kiến khác. Điều kiện cơ sở vật chất ở đây là đảm bảo phục vụ cách ly cho điều trị khoảng cho 1.000 người và có sự chuẩn bị xa hơn. Thì sau đây là những hình ảnh mà các bác sĩ trong Bệnh viện Y học Cổ truyền đang chuẩn bị để đón các bệnh nhân Covid-19. Mình cũng xin kết thúc chương trình thông tin Covid-19 của Bến Tre ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký thì cho mình một cái đăng ký nha. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Chào tạm biệt các bạn.